Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn xứ chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc xứ chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhĩ giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tỷ giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thiệt giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thân giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ý giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà địa giới chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà vô minh chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bố thí ba la mật đa chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp không nội chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà chân như chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng thể an lập, tánh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng.
Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thánh đế khổ, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tám giải thoát chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà mười địa Bồ Tát chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà năm loại mắt chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà mười lực Phật chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp không quên mất, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tánh luôn luôn xả, cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết, chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà quả dự lưu chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Quả nhất lai bất hoàn A-la-hán cũng chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà quả vị độc giác chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể an lập tánh, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc chẳng thể an lập tánh, nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập tánh, nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể an lập tánh, nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh, nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng thể an lập tánh, nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh, nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng thể an lập tánh, nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh, nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này thiện hiện, vì nhĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tỷ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì thân giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì ý giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì địa giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì vô minh chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì pháp không nội chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì chân như chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tám giải thoát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì năm loại mắt chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì mười lực Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lượng số lượng bình đẳng bất bình đẳng.
Này thiện hiện, vì pháp không quên mất, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xương lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tánh luôn luôn xả, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xương lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xương lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xương lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì quả dự lưu, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì quả nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì quả vị độc giác, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhãn giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nhĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tỷ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thiệt giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thân giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ý giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà địa giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà vô minh chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bố thí ba la mật đa chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng? Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng?
Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Pháp không nội chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà chân như chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tám giải thoát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà mười địa Bồ Tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà năm loại mắt chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà mười lực Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp không quên mất, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà quả dự lưu chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà quả vị độc giác chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Phật dạy, này thiện hiện, vì tự tánh của sắc chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên sắc chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này thiện hiện, vì tự tánh của nhãn xứ chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên nhãn xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của sắc xứ chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên sắc xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của nhãn giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên nhãn giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của nhĩ giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên nhĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của tĩ giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của thiệt giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thiệt giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của thân giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thân giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của ý giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên ý giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của địa giới chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên địa giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
này thiện hiện, vì tự tánh của vô minh chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên vô minh chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của bố thí ba la mật đa chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên bố thí ba la mật đa chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của pháp không nội chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp không nội chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh, tự tánh, cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của chân như chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên chân như chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của thánh đế khổ chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thánh đế khổ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của bốn tịnh lự chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên bốn tịnh lự chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của tám giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tám giải thoát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của tám thắng xứ, chính định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tám thắng xứ, chính định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của bốn niệm trụ chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên bốn niệm trụ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng.
Này thiện hiện, vì tự tánh của pháp môn giải thoát không, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh. Nên pháp môn giải thoát không cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh. Nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của mười địa Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên mười địa Bồ Tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của năm loại mắt chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên năm loại mắt chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của sáu phép thần thông cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên sáu phép thần thông cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của mười đức Phật chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên mười đức Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh. Nên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của pháp không quên mất, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên pháp không quên mất, chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của tánh luôn luôn xả, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của trí nhất thiết chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên trí nhất thiết chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của quả dự lưu chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên quả dự lưu chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Vì tự tánh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của quả vị độc giác chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên quả vị độc giác chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Này thiện hiện, vì tự tánh của quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lượng, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh, nên quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lượng, số lượng, bình đẳng, bất bình đẳng. Hết quyển thứ 309.